Xin chào toàn thể các em Cô tên là Trần Thị Thu Phương Giáo viên trường trung học phổ thông năm sách 2 Rất vui được gặp lại các em trong tiết học hôm nay Ở tiết học trước Chúng ta đã được ôn tập lại Những kiến thức cơ bản nhất Về đoạn trích đất nước Trích trong trường ca mặt đường khát vọng Của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm Nằm trong chủ đề thơ ca kháng chiến chống Mỹ Và để những kiến thức ôn tập đó Được cụ thể hóa Thì hôm nay cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu Một số đề bài cụ thể có nội dung liên quan đến đoạn trích đất nước. Chúng ta vào đề số 1. Nội dung của đề số 1 như sau. Cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai xương, xay giã dần sàng. đất nước có từ ngày đó. Đoạn thơ trích trong đoạn trích đất nước của Nguyễn Khoa Điềm nằm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 học kỳ 1 Và với đề bài này thì cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào một số công việc cụ thể như sau. Như chúng ta đã biết. Trước khi bắt tay vào làm một bài văn nghị luận thì chúng ta cần phải nắm được những yêu cầu cơ bản đã. Để làm được một bài văn nghị luận đảm bảo yêu cầu thì cái thứ nhất các em phải nhớ được cấu trúc của bài văn nghị luận phải đảm bảo. Vậy một bài văn nghị luận đảm bảo về mặt cấu trúc thì chúng ta cần phải chú ý những điểm nào? Bài làm của chúng ta phải có đầy đủ 3 phần. Thứ nhất, mở bài, giới thiệu được vấn đề nghị luận. Thứ hai, thân bài, triển khai được vấn đề nghị luận. Thứ ba, kết bài, khái quát được vấn đề nghị luận. Sau khi đã xác định được cấu trúc của một bài văn nghị luận rồi, chúng ta đọc kỹ đề một lần nữa và chúng ta xác định được vấn đề cần nghị luận trong đề bài là gì. Như vậy, nếu như các em đã đọc kỹ đoạn văn bản rồi thì chúng ta có thể xác định được vấn đề cần nghị luận của đề bài này đó là cảm nhận về vẻ đẹp, nội dung cũng như nghệ thuật của đoạn thơ. Đó là 8 câu thơ đầu của đoạn trích đất nước. Sau khi đã xác định được đúng vấn đề cần nghị luận rồi, chúng ta sẽ tiến hành triển khai vấn đề nghị luận. Và đương nhiên, ở đây cô lưu ý cho các em một chút. Bước triển khai vấn đề nghị luận này là bước mà bao gồm cả bước mà chúng ta phải lập dàn ý. Việc lập dàn ý có rất nhiều tác dụng và trong các tiết học ở trên lớp thì các thầy các cô cũng đã hướng dẫn các em và cũng đã nêu ra cho các em những tác dụng của việc lập dàn ý rồi phải không nào? Và ở phần triển khai vấn đề nghị luận này thì các em cần phải chú ý cho cô những vấn đề cơ bản như sau. Thứ nhất, kem giới thiệu ngắn gọn về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm tức là trường ca mặt đường khát vọng và chúng ta giới thiệu ngắn gọn về đoạn trích đất nước. Sau khi đã giới thiệu những nét chính về tác giả, tác phẩm và đoạn trích rồi, chúng ta sẽ tiến hành đi cảm nhận đoạn thơ. Và để cảm nhận được đoạn thơ thì chúng ta sẽ phải cảm nhận trên hai phương diện chính. Thứ nhất là cảm nhận trên phương diện nội dung và thứ hai là cảm nhận trên phương diện nghệ thuật. Về nội dung của đoạn thơ trong đề bài Chúng ta cần chú ý cho cô những ý cơ bản như sau. Đoạn thơ đi lý giải cội nguồn của đất nước. Đất nước được hình thành từ rất xa xưa và mỗi cá nhân khi sinh ra đã chứng kiến sự tồn tại của đất nước và được sống trong cái nôi của đất nước. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Và sau đó, tác giả Nguyễn Khoa Điềm đã đi lý giải sâu hơn về cội nguồn của đất nước như sau. Đất nước của chúng ta được bắt nguồn từ lời kể của mẹ qua những câu chuyện cổ tích thời xa xưa. Đất nước ấy còn được bắt nguồn từ miếng trầu của bà, in đậm nét thuần phong mỹ tục. Đất nước đó còn bắt nguồn từ những lũy tre xanh gắn liền với truyền thống đấu tranh cứu nước. Đất nước ấy còn bắt nguồn từ búi tóc của mẹ và búi tóc đó in đậm tập quán của người phụ nữ Việt Nam xưa. Đất nước ấy còn là tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt của cha và mẹ. Đất nước ấy còn là cái kèo, cái cột in đậm dấu ấn xây nhà, dựng cửa của người dân. Và đất nước ấy còn gắn với hạt gạo và nghề trồng lúa nước lâu đời cùng sự cần cù lam lũ của người dân lao động. Chúng ta có thể thấy, đất nước được cảm nhận với những hình ảnh thực sự bình dị, thân thuộc, có bề sâu về văn hóa và văn hiến trong phần này sau khi đã xác định được những ý chính như thế này chúng ta sẽ phân tích những câu thơ ra và nếu như trong khả năng mà chúng ta có thể chúng ta có thể lý giải luôn những nét chính về xen eh, lẫn về nghệ thuật ở đây cũng được cô lấy ví dụ chẳng hạn như là chúng ta đưa ra cái cái chất liệu văn hóa cũng như chất liệu dân gian ví dụ như ở những cái câu thơ đầu như là đất nước có trong những cái ngày sửa ngày xưa mẹ thường hay kể hay là đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc hay là tóc mẹ thì bới sau đầu ấy. chúng ta thấy ở những câu thơ này nhà thơ đã vận dụng cái chất liệu văn hóa dân gian văn học dân gian rất là rõ ví dụ như câu thơ tóc mẹ thì bới sau đầu chẳng hạn Ca dao của chúng ta có một câu đó là tóc ngang lưng vừa chừng em bới để chi dài bối rối dạ anh, vân vân. Hay là câu thơ cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, đó là tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt của cha mẹ đó. Thì mình có thể lấy thêm những cái câu thơ, câu ca dao khác của văn học dân gian và chúng ta phân tích, ví dụ như là muối ba năm muối đang còn mặn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay đôi ta nghĩa nặng tình dày có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa vân vân và sau khi mà chúng ta đã phân tích cảm nhận được cái cội nguồn của đất nước rồi thì chúng ta sẽ đi cảm nhận thêm về tình cảm của nhà thơ và cái phần tình cảm của nhà thơ này cũng là phần mà nằm trong nội dung của đoạn thơ và chúng ta có thể thấy rõ rằng qua đoạn thơ này thì nhà thơ đã thể hiện được tình yêu sự gắn bó niềm tự hào và niềm tin vào sự trường tồn của đất nước mà tình yêu ấy đã được thể hiện rất rõ qua từng câu, từng chữ trong đoạn thơ. Và như vậy, chúng ta đã xác lập được ý và đã cảm nhận được về nội dung của đoạn thơ rồi. Thế sau khi mà chúng ta cảm nhận xong về mặt nội dung, chúng ta sẽ cảm nhận đoạn thơ này trên phương diện nghệ thuật. Về nghệ thuật của đoạn thơ, chúng ta cần chú ý cho cô mấy ý cơ bản như sau. Thứ nhất, đoạn thơ đã thể hiện rõ sự suy tư chiêm nghiệm độc đáo sâu sắc về nguồn gốc đất nước và sự suy tư chiêm nghiệm độc đáo đó về nguồn gốc đất nước ấy, đó chính là cái chất chính luận của đoạn thơ này nói riêng và của cả đoạn trích này nói chung cũng như toàn bộ trường ca mặt đường khát vọng Đấy. bên cạnh đó là sự kết hợp với việc sử dụng những câu thơ giàu hình ảnh giàu cảm xúc và những câu thơ giàu hình ảnh giàu cảm xúc đó chính là chất trữ tình và chất chính luận và chất trữ tình này đã tạo nên nét nghệ thuật tiêu biểu cũng là cái nét đặc nghệ thuật mang tính đặc trưng trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm, đặc biệt là với trường ca Mặt đường khát vọng. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy đoạn thơ này nói riêng và toàn bộ đoạn trích nói chung, tác giả đã sử dụng thể thơ tự do với những câu thơ ngắn, câu thơ dài đan xen. Cùng với đó là việc sử dụng sáng tạo chất liệu dân gian, đó là sự gợi lại những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện truyền thuyết, những câu ca dao, vân vân. Và cuối cùng, đó là giọng thơ ngọt ngào như lời tâm tình trò chuyện. Thế thì ở đây chúng ta chú ý cho cô về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ khi mà chúng ta làm trong một bài văn nghị luận. Cũng có những bạn khi mà chúng ta cái năng lực làm văn của chúng ta tốt, thì chúng ta có thể chúng ta cảm nhận đan sen cả nội dung lẫn nghệ thuật cũng được tuy nhiên là cách làm đó thì phức tạp và thường chỉ dành cho những bạn mà có lực học khá giỏi và những bạn mà chúng ta thực sự là có năng lực văn học còn lại nếu như trong trường hợp mà chúng ta năng lực của chúng ta còn hạn chế thì cái cách mà chúng ta lựa chọn khôn ngoan nhất là chúng ta phân chia rõ ra chúng ta cảm nhận về nội dung trước và sau đó là cảm nhận về nghệ thuật sau sau khi chúng ta đã cảm nhận được về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích rồi thì chúng ta sẽ đi vào đánh giá đoạn trích này thế thì ở đoạn trích này đoạn thơ này các em có thể đưa ra những lời đánh giá như thế nào có thể thấy rằng đoạn thơ là tình cảm sâu sắc của một nhà thơ trẻ đối với đất nước bởi thế nó có tác động mạnh mẽ tới nhận thức của thế hệ trẻ ở mọi thời đại và cái thứ hai chúng ta có thể thấy, đoạn thơ này nói riêng, đoạn trích đất nước nói chung đã góp phần làm phong phú thêm cho chủ đề đất nước trong văn học Việt Nam thời chống Mỹ. Và như vậy, chúng ta đã hoàn thành được công việc thứ ba là triển khai vấn đề cần nghị luận. Thì trong cái công tác triển khai vấn đề cần nghị luận, các em cần chú ý cho cô những vấn đề cơ bản như thế. Ngoài ra, để bài làm của chúng ta đạt yêu cầu và có thể đạt được những kết quả cao thì chúng ta cần phải chú ý cho cô những yêu cầu về chính tả dùng từ đặt câu tức là chúng ta phải đảm bảo sử dụng đúng chuẩn chính tả chuẩn về mặt dùng từ và chuẩn về ngữ pháp tiếng việt và đặc biệt để bài viết của chúng ta có sức hấp dẫn và thuyết phục người đọc hơn thì các em cần phải chú ý cho cô yêu cầu về mặt sáng tạo đó là chúng ta cần phải có cách diễn đạt mới mẻ thể hiện được suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận Thật ra những yêu cầu này đó yêu cầu về chính tả dùng từ đặt câu và yêu cầu về sáng tạo thì uh, nó là những yêu cầu uh, mà dành cho tất cả các bài văn nghị luận nói chung chứ không riêng gì uh, với đề bài này Đấy, thì cô cũng nêu ra ở đây để chúng ta nắm bắt được chúng ta có thể áp dụng vào những đề bài khác Đấy. thì với đề bài số 1 chúng ta có thể triển khai theo những ý chính như trên, cô đã hướng dẫn các em. Và để tiếp tục cụ thể hóa cho kiến thức cơ bản của đoạn trích đất nước thì chúng ta tiếp tục chuyển sang đề bài số 2. Nội dung của đề bài số 2 là cảm nhận của anh chị về sự hòa quyện giữa tình yêu đất nước và tình yêu con người trong đoạn thơ sau. Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu. Cặp vợ chồng yêu nhau góp lên hòn trống mái. Gót ngựa của thánh gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại. 99 con voi góp mình dựng đất tổ hùng vương. Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm. Cậu học trò nghèo góp cho đất nước mình núi bút non nghiên. Con cóc con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh. Những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang bà đen, bà điểm. Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước, sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Và đoạn thơ này được trích trong đoạn trích đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, in trong sách giáo khoa, ngữ văn, lớp 12, tập 1. Tương tự với đề bài số 1 thì ở đề bài số 2 này cũng như tất cả các đề bài khác các em cần phải chú ý cho cô là bài văn của mình cần đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận và cấu trúc của một bài văn nghị luận như thế nào thì cô đã nói ở đề trên rồi và phần này thì các em cũng đã nắm rất là chắc rồi phải không nào phần thứ hai là chúng ta phải xác định đúng vấn đề cần nghị luận sau khi chúng ta đã đọc kỹ ngữ liệu đọc kỹ đoạn thơ rồi chúng ta có thể xác định được vấn đề cần nghị luận của đề bài này là cảm nhận đoạn trích thơ trong đất nước của nguyễn khoa điềm để làm sáng tỏ vẻ đẹp của tình yêu quê hương đất nước và tình yêu con người. Sau khi xác định đúng vấn đề cần nghị luận rồi, thì chúng ta sẽ đi triển khai vấn đề nghị luận. Tương tự như với đề bài trên và với những đề bài khác, thì công việc đầu tiên ở phần triển khai vấn đề nghị luận là các em phải giới thiệu cho cô ngắn gọn về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, về tác phẩm tức là trường ca mặt đường khát vọng và đoạn trích đất nước. Sau khi đã giới thiệu một cách ngắn gọn về nhà thơ, về tác phẩm và đoạn trích rồi thì chúng ta sẽ đi vào cảm nhận đoạn thơ trên hai phương diện, đó là phương diện nội dung và phương diện nghệ thuật. Trước hết là cảm nhận đoạn thơ trên phương diện nội dung. Thế thì nội dung của đoạn thơ này, chúng ta đọc thật kỹ, thật kỹ ngữ liệu và đoạn thơ thì chúng ta sẽ thấy được một điều rằng là đoạn thơ này đề bài này không giống với đề bài số 1 phức tạp hơn một chút đúng không nào. Vậy thì về phương diện nội dung của đề bài này, của đoạn thơ này, các em cần chú ý cho cô những điểm nào? Thứ nhất, các em phải khẳng định được đoạn thơ đã thể hiện được tình yêu của con người hóa thân vào hình hài của đất nước. Và để cụ thể hóa cho ý thứ nhất này, chúng ta sẽ có một số ý nhỏ như sau. Thứ nhất là nhà thơ đã cảm nhận không gian địa lý với những địa danh cụ thể cùng hình hài của đất nước đều được tạo nên từ những gì thiêng liêng và gần gũi nhất đó là những gì nỗi nhớ chồng và sự mòn mỏi đợi chờ đã làm nên hòn vọng phu sự thủy chung của tình yêu đôi lứa đã giúp đất nước mình có hòn trông mái lòng căm thù giặc của thánh gióng đã giúp đất nước thêm bao ao đầm sự hiếu học của cậu học trò nghèo đã cho đất nước mình núi bút non niên Sự đoàn kết thống nhất để tạo thành vùng đất tổ thiêng liêng Những hiện tượng, những thiên nhiên, những địa danh về mặt địa lý Như những hòn đá, những dòng sông, những ngọn núi Những địa danh với những con sông như sông Ông Đốc Hay cồn Ông Trang, hay núi Bà Đen, hay vườn trầu Bà Điểm Cũng đều góp phần làm đẹp thêm cho quê hương, cho đất nước Và ý tiếp theo chúng ta cần triển khai và cần chú ý cho cô là vốn văn hóa sâu rộng đã được tác giả sử dụng một cách sáng tạo trên từng trang thơ với những phát hiện mới mẻ sâu sắc và tinh tế thứ nhất chất liệu dân gian như sự tích núi vọng phu hòn trống mái truyền thuyết thánh gióng hay là sự tích núi bút non nghiên vân vân mà mỗi danh lam thắng cảnh này lại gắn với một sự tích riêng thứ hai sâu sắc và tài hoa hơn cả là việc thể hiện tư tưởng đất nước của nhân dân cho nên mỗi cảnh quan đều mang hình dáng của con người và nét đẹp trong tâm hồn nhân dân và chúng ta hiểu ý này nghĩa là những danh lam thắng cảnh này đều được bắt nguồn từ những phẩm chất tốt đẹp của con người thế phẩm chất tốt đẹp nào của con người thì chúng ta đã triển khai ở ý trước rồi phải không Đấy. chúng ta có thể nhấn mạnh lại một chút nữa ví dụ những người vợ nhớ chồng những cặp vợ chồng yêu nhau những cậu học trò nghèo vân vân đến những con vật thân quen như con cóc con gà cả con người và sự vật đều góp phần điểm tô thêm cho vẻ đẹp của đất nước và chúng ta có thể thấy đất nước ở đây là sự hóa thân của nhân dân những con người vô danh nhưng lại làm nên hình hài của đất nước bởi vậy mà tác giả đã khẳng định và ở đâu trên khắp rụng đồng gò bãi chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Đó thì uh, nội dung thứ nhất chúng ta khẳng định là đoạn thơ đã thể hiện được tình yêu con người hóa thân vào hình hài của đất nước thì các em cần chú ý cho cô những ý chính như trên. Uh, chúng ta có thể xem lại video uh, để chúng ta nắm bắt được những ý chính ở phần trên mà cô giáo đã triển khai ở slide trước. Ý thứ hai của nội dung nữa mà chúng ta chưa nói đến đó chính là tình cảm và cảm xúc của nhà thơ đúng không nào thế thì về tình cảm cảm xúc của nhà thơ được thể hiện qua đoạn thơ này là những tình cảm cảm xúc gì đọc thật kỹ đoạn trích chúng ta có thể thấy qua đoạn thơ này nhà thơ như đang thủ thỉ tâm tình với người đọc và thể hiện tình cảm dạt rào, tha thiết khi nói về con người và đất nước thiên nhiên đất nước không chỉ là thiên tạo mà còn là nhân tạo sự nhân tạo đó là gì tức là những cảnh quan thiên nhiên ấy còn được tạo nên từ phẩm chất của con người và qua sự cảm nhận đó thì nhà thơ đã bộc lộ tình yêu đất nước một cách thầm kín và sâu lắng thứ ba từ sự hóa thân cụ thể tác giả còn nhận thức được một cách sâu sắc mối quan hệ gắn bó giữa thiên nhiên và con người, giữa đất nước với nhân dân. Thứ tư, nhà thơ còn bộc lộ niềm tự hào về thiên nhiên đẹp của đất nước, cùng với đó là niềm trân trọng, tự hào trước những phẩm chất quý báu và sự đóng góp lớn lao của các thế hệ cha ông đi trước. Cùng với niềm tự hào về đất nước, về dân tộc Nhà thơ còn thể hiện tình yêu đất nước của thế hệ trẻ với lòng khát khao yêu đời và nỗ lực tận hiến hết mình cho dân tộc, cho non sông. Đó chính là những nét chính về tình cảm, cảm xúc của nhà thơ qua đoạn thơ này. Và như vậy, chúng ta đã cảm nhận xong về nội dung của đoạn thơ. Sau khi cảm nhận xong nội dung của đoạn thơ rồi, chúng ta sẽ bước sang phần cảm nhận đoạn thơ trên bình diện nghệ thuật. Ở đây, chúng ta cần nhấn mạnh cho cô những ý chính. Đoạn thơ này nói riêng và những đoạn thơ khác nói chung trong đoạn trích đất nước cũng như trong trường ca mặt đường khát vọng đều có sự kết hợp hài hòa giữa chất chính luận và chất trữ tình. Chất chính luận làm cho nội dung tư tưởng của đoạn thơ thêm sâu sắc và chất trữ tình làm cho đoạn thơ có sức lay động và truyền cảm. Thứ hai, đoạn thơ này cũng như rất nhiều những đoạn thơ khác trong đất nước cũng như trong trường ca mặt đường khát vọng nhà thơ đã sử dụng một cách linh hoạt chất liệu dân gian ở đó tác giả đã đưa vào thơ những yếu tố văn hóa đậm nét để thể hiện những cảm nhận độc đáo về đất nước chất liệu dân gian đã mở ra một thế giới bình dị mộc mạc nhưng lại bay bồng thiêng liêng về vẻ đẹp trường tồn của đất nước như vậy là chúng ta đã cảm nhận xong đoạn thơ này trên hai phương diện phương diện nội dung và phương diện hình thức nghệ thuật và cũng tương tự như các đề bài khác sau khi chúng ta cảm nhận về nội dung và nghệ thuật rồi thì chúng ta phải có sự đánh giá về đoạn thơ đó thế thì chúng ta có thể thấy rằng đoạn thơ này là đoạn thơ mà đã thể hiện được tình yêu của con người có sự hóa thân hòa quyện vào tình yêu đất nước đoạn thơ này nói riêng trích đoạn đất nước nói chung đã góp phần làm phong phú thêm cho chủ đề đất nước trong văn học Việt Nam thời chống Mỹ. Tương tự như với các đề bài khác, ngoài việc triển khai đúng vấn đề nghị luận thì chúng ta cũng cần phải chú ý cho cô những yêu cầu về mặt chính tả, dùng từ, đặt câu và để bài làm của chúng ta có thêm sự hấp dẫn và đạt cái kết quả cao hơn thì chúng ta còn phải chú ý cho cô yêu cầu về mặt sáng tạo nữa chúng ta vẫn phải cố gắng tìm cho mình một cách diễn đạt mới mẻ thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận thì chúng ta mới có thể đạt được điểm cao trong các bài làm của mình Đấy. và trên đây à, cô trò chúng ta à, đã tìm hiểu hai đề bài cụ thể có liên quan đến nội dung của đoạn trích đất nước thật ra thì với đoạn trích này chúng ta sẽ có rất nhiều đề bài để khai thác về nội dung của nó Đấy, nhưng do thời lượng có hạn thì cô chỉ đưa ra cho các em hai đề bài thôi và các em có thể tìm hiểu các đề bài khác ở trên sách trên tài liệu tham khảo và các nguồn khác ví dụ như là các trang web ở trên internet rất là nhiều phải không nào và à, cô có một bài tập về nhà cho các em như sau các em có thể dành thời gian để ôn tập môn ngữ văn và có thể đặt bút có thể là chúng ta chưa viết được một đoài, bài văn hoàn chỉnh nhưng chúng ta cũng có thể đọc đề bài và sau đó chúng ta gạch dàn ý cho đề bài này chẳng hạn đề bài như sau cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau đất là nơi anh đến trường nước là nơi em tắm đất nước là nơi ta hò hẹn đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi thời gian đằng đẵng không gian mênh mông đất nước là nơi dân mình đoàn tụ đất là nơi chim về nước là nơi rồng ở lạc long quân và âu cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng những ai đã khuất những ai bây giờ yêu nhau và sinh con đẻ cái gánh vác phần người đi trước để lại, dặn dò con cháu chuyện mai sau. Hàng năm ăn đâu làm đâu, cũng biết cúi đầu nhớ ngày dỗ tổ. Đoạn thơ được trích trong đoạn trích đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điệp. Và chúng ta về nhà, chúng ta có thể lập dàn ý hoặc có thể triển khai dàn ý đó thành một bài viết hoàn chỉnh. À, các em thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc hy vọng rằng với một số đề bài cụ thể này thì chúng ta cũng sẽ có thêm những kiến thức cơ bản khác để có thể giúp ích cho quá trình ôn thi của chúng ta và cuối cùng xin được cảm ơn các em về sự chú ý theo dõi và chúc các em luôn luôn thành công xin chào các em và hẹn gặp lại